Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Khi Ta 20, một chương trình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng với mong muốn đem đến cho tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là những bạn trẻ sẽ có được những câu chuyện về tuổi 20 một cách rõ ràng nhất thông qua những trải nghiệm đặc biệt của các nhân vật khách mời đến đây cùng với chúng tôi. Và ngày hôm nay là một năng lượng cực kỳ mới cho Khi Ta 20 cho tất cả quý vị. Hãy cùng chờ đón nhân vật đặc biệt đó. Xin được giới thiệu, đó chính là doanh nhân và cũng là một người gắn liền với hai độc thoại. Xin được giới thiệu anh Trần Thanh Tùng. Dạ. Em chào anh Tùng. Chào Quang Huy và khán giả của chương trình Khi Ta 20 ạ. Theo như format của chương trình mùa thứ ba này thì sẽ có một bộ câu hỏi nhanh. Anh sẽ phải là người tự đọc câu hỏi và tự đưa ra câu trả lời luôn. Ok, ok. Đây, em mời anh. Dạ. Yeah. Câu hỏi đầu tiên. Vào năm 20 tuổi, tức là 2008, lúc đó đang như thế nào? À, dạ, lúc đó đang bối rối, đang bắt đầu tiền trầm cảm. Là tại vì lúc đó là đang học khoa học tự nhiên, ngành khoa học máy tính. Thì lúc đó là không biết là mình nên làm gì, tại mình biết là mình ghét ngành khoa học máy tính. Nhưng mà sau đó phát hiện ra khởi nghiệp, lập nghiệp. Và sau đó may quá, mình gắn liền với nó tới giờ. Mô tả bản thân giai đoạn tuổi 20 bằng 3 từ hoặc 3 cụm từ. Đau đớn nhưng mà nó là một quá trình bình thường của trưởng thành, nó gọi là phá kén đi ha. Đi tìm may mắn. Suy nghĩ thường trực trong đầu những năm 20 tuổi là mệt quá. 20 tuổi là thường cái đó, thường trực nhất. Một kỷ niệm vui nhất giai đoạn 20 tuổi. Vui thì không có nhiều, nhưng mà có một thứ mà mình cảm thấy release, mình cảm thấy meaningful, là mình cảm thấy có ý nghĩa, làm đi tìm được cái con đường tương đối mình nghĩ mình hợp mình trong sự nghiệp sắp tới, là khởi nghiệp. Điều nghĩ đến đã thấy sợ ở tuổi 20, thỉnh thoảng mình có một số suy nghĩ trong việc treo mình. Suy nghĩ tiêu cực nhất từng có trong giai đoạn tuổi 20, dạ như hồi nãy mới nói, dạ suy nghĩ treo mình chắc là tệ nhất rồi. Điều điên rồ nhất ở tuổi 20 đã từng làm, một ngày ngủ 2 tiếng để mình làm rất nhiều thứ để mình đi tìm mình là ai và mình thật sự mình học cái gì mà mình khao khát kết quả cho cái cuộc đời, cho cái khởi nghiệp của mình, và nó là một thứ không hề tốt chút xíu nào. Lúc đó có đang yêu hoặc say nắng, ai mà không dám tỏ tình. Thật ra thì cái việc yêu và say nắng á, nó làm cho mình tiếp cận với một trong những cái mô hình kinh doanh đầu tiên là bán gấu bông, nhưng mà sau đó mình vì tiền mình quên bạn luôn. Và sau đó mình và bạn không đến được với nhau. Bây giờ bạn đã có hai đứa con rồi. Ước mơ của tuổi 20 là gì? Đến bây giờ đã thực hiện được chưa? Thật ra lúc 20 tuổi là bị nghe đa cấp nói là năm 30 tuổi bạn phải có 1 triệu đô. Và đến 30 tuổi thì có 1 triệu đô doanh số thiệt, nhưng mà đi kèm với những hệ lụy sau đó. Yeah. Trong những câu trả lời vừa rồi của anh Tùng á, anh làm cho em có rất là nhiều suy nghĩ về những cái từ đưa ra của anh. Rất là thú vị. Và có một cái từ mà em nhớ ngay và muốn hỏi liền, đó là cái từ đau đớn, phá kén. Chưa bao giờ em nghe khách mời nào nói về cái từ đó trong ba cụm từ của tuổi đôi mươi của họ. Anh là người đầu tiên. Mình nói rõ hơn điều đó được không ạ? Đầu tiên là cảm ơn anh là người đầu tiên của em. Hồi xưa cái thời mà cách đây khoảng cỡ 2008, là lúc đó anh khoảng cả hai mấy tuổi thì phải. Ngay thời điểm đó thì gọi là sao ta, cái việc mà định hướng sự nghiệp, định hướng cuộc đời ấy, nó không có. Facebook nó còn chưa có lên này nọ các thứ nữa, Google thì rất là sơ sài, không có nhiều phương tiện để tiếp cận. Và anh lựa chọn sai ngành, và sai bét bèn bẹt luôn, sai đến mức mà anh biết anh cực kỳ ghét cái ngành của mình và mình sẽ không bao giờ làm ngành này trong đời hết. Nhưng mà cũng không có lựa chọn nào khác, cho nên là phải làm cả hai. Mà anh này học mỗi ngành rất là là ngành khoa học máy tính á, máy tính không chưa đủ, phải thêm khoa học vô nữa. Thì rất là cực, rất là khổ. Và đồng thời mình cũng cố gắng mình đi, tại vì lúc đó mình bị bế tắc kinh khủng á. Cái sự bế tắc làm cho mình đau đớn, và mình đau đớn đến mức mình chịu không nổi, mà mình phải ra ngoài kia để mình trải nghiệm, để mình đi tìm cái con đường mà nó hợp với mình. Mà nó lại rất nhiều cái thứ mâu thuẫn nó diễn ra. Mình muốn học, mình học được, và anh ra trường với số điểm mà quy từ thang điểm 4 của nước ngoài qua là anh là 783 điểm. Còn một số điểm anh khá tự hào với lại cái chuyện anh không học gì nhiều hết trơn á trời á. Và ngoài ra mình cũng bắt đầu xây dựng sự nghiệp từ lúc năm hai đại học. Nhưng mà anh không hề khuyên bất cứ bạn trẻ nào làm một con đường nhanh, tại vì để mà muốn được cả hai thế giới á thì nó đòi hỏi cái sự trả giá
là một cái thời gian rất là cực khổ, một sự trả giá là mình phải mắc sai lầm liên tục, một sự trả giá là thỉnh thoảng bị mâu thuẫn rất là ghê gớm. Nếu quay lại quá khứ thì anh ước gì anh sẽ học thông minh hơn, anh học ít hơn để anh dồn vô đây để có gì đỡ mệt, để stress đó. Giống như có một câu chuyện vui anh hay kể là anh hay bắt chước ông Newton á. Ông Newton một ngày á, ông ngày ông ngủ 2 tiếng à, ông chết năm 24 tuổi. Dạ anh đùa, không phải như vậy, nhưng mà ý là cái chuyện đó nó không có có tốt. Yeah. Nó không có hiệu quả, và rõ ràng cái sự ảnh hưởng nằm ở chỗ là cái thanh xuân của mình nó trôi đi, nó mệt mỏi, đau đớn nhiều hơn là sự tận hưởng. Và cái tệ nhất là cái sức khỏe tinh thần của mình lúc đó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Tại yeah. lúc đó rõ ràng thì hồi xưa cái thời mà anh còn trẻ thì không như bây giờ là mọi cái định nghĩa về sức khỏe tinh thần nó cũng khá rõ ràng, chi tiết cụ thể, những từ ví dụ như là trầm cảm hoặc là burnout hoặc là anxiety disorder, những cái từ như vậy thì nó rất là phổ biến, nhưng mà ngày xưa không có. Ngày xưa chỉ đơn giản là mình chỉ biết như vậy thôi, và mình cứ đạp lên trên nó và mình cứ đi tiếp. Và cái chuyện đạp lên trong gai dĩ nhiên nó để lại sự tổn thương, và cái sự tổn thương nó đeo theo mình cả đời. Anh thấy cũng nhiều người nha. Anh thấy nếu mà ví cái con đường di chuyển phía trước thì anh thấy mỗi người là một con vật khác nhau. Có người thì con chim họ bay rất là nhanh này nọ các thứ, họ sinh ra là như vậy, họ rất là thoải mái. Có người là một con sư tử chẳng hạn, họ bạo chúa, họ rất là giỏi, họ thiên tài, họ đi và họ lấn lướt tất cả những người khác. Anh tuổi con rồng. Nhưng mà thỉnh thoảng anh tuổi thân, anh sẽ lo nơi sạm, anh thấy anh giống con rắn hơn. Anh cứ kiểu lách này nọ các thứ, xoay này nọ các thứ, và thỉnh thoảng mình luồn lách trong một cái lỗ ở đó mà mình vẫn cứ thể đi tiếp trong cuộc đời của mình. Thỉnh thoảng trên đường mình đi á, những cái vết thương nó xăm lên trên mình, những cái hình thù này nọ các thứ, nhưng may quá con rắn nó có khả năng lột xác, hay dùng từ phá kén cũng tương tự là như vậy. Thì từ đó đó, từ cái việc mà liên tục phát triển, liên tục mình thay đổi bản thân mình á, thì mình bắt đầu mình có được những cái cột mốc, những kết quả nhỏ nhỏ, và từ đó làm cho bản thân mình tiến tới phía trước được nhiều hơn trong quá trình mình khởi nghiệp. Lúc học phổ thông thì anh đã có những cái hình hài rõ ràng về những cái việc mà mình cần phải đi tìm hay chưa, để từ đó mình bắt đầu những năm đại học em thấy anh đã có khởi nghiệp rồi. Thật ra là sau này khi mà anh làm một số cái trắc nghiệm sau này, khi mình sống sau này thì anh thấy anh bị rối loạn tăng động á. Hồi xưa anh tăng động lắm, anh kiểu giống như là một người thích trải nghiệm, một người hướng ngoại, một người kiểu anh trong đội tuyển học sinh giỏi và anh học cũng ok. Ví dụ như trường anh là 2500 học sinh thì anh đứng thứ 5 trong trường. Lúc đó là mình thích trải nghiệm, mình lăn xả, và hồi xưa cũng có mấy cái bài test giấy á, thì 100% những bài test giấy ra thì sau đó anh nói là rất mình thích hợp làm ngành nghệ thuật. Nhưng mà lúc đó thì không có môn hài độc thoại, cho nên là lúc đó mới thấy là thì thực ra là mình ca hát dở, mình múa thấy gớm, và với cơ thể này thì không có làm bất cứ một nghề nào liên quan đến chuyện bán vốn tự có được, cho nên mình sẽ dựa trên số đông. Tùng cũng bị một cái thứ mà giới trẻ hay bị bây giờ là FOMO đó. Cái thời mà cách đây gần 20 năm á, nó có một cái xu hướng của trend như sau, là đứa nào mà thích chơi điện tử, chơi game á và học giỏi, auto vô ngành IT. Chỉ có một con đường duy nhất thôi, và đó là một những ngành điểm cũng tương đối cao trong thời điểm đó. Và anh thi em chỉ cần 19 điểm trong năm đó, thi ba môn toán lý hóa, 19 điểm là mình có thể vô được tất cả các ngành IT của tất cả các trường trên toàn quốc luôn. Thì lúc đó anh may mắn là anh thi được 24.5 điểm, cũng trúng đề hay sao đó, kiểu vậy cũng may mắn. Đó thì mình cũng thấy tự hào, giỏi này là cái thứ cái vô cái mình thấy nó chật quẻ. Nó có một cái thứ gọi là ước mơ tan vỡ ở đây. Về phía gia đình của anh thì mọi người có định hướng công việc gì cho tương lai của anh không? Nhà anh thì hồi xưa muốn anh vô làm ngành an ninh, và cũng định hướng và cũng sắp xếp rồi. Và cũng xong hết rồi, nhưng mà anh kiểu thời đó anh không có hiếu như bây giờ, anh từ chối cái định hướng đó. Anh quyết định con phải đi theo hướng của con, và cái con đi là sai. Nhưng mà thôi kệ, mình chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Chứ giả sử mình vô an ninh cái mình thấy không hợp, cái mình đi ra thì tội bố mẹ quá. Thì nếu mình muốn nắm được cái vận mệnh của mình quyết định được cái vận mệnh của mình, thì mình phải có đủ cái sự can đảm. Mình thích ra ngoài kia giao lưu, mình thích những thử thách, mình thích mang lại một cái giá trị gì đó cho xã hội, mình thích những cái đó. Cho nên mình mới thử nghiệm, làm thử trong siêu thị, phát tờ rơi, đi dạy kèm, làm rất nhiều nghề khác nhau, và cuối cùng thử khởi nghiệp. Và một cú là hít luôn, mình cảm thấy cực kỳ thích cái chuyện làm khởi nghiệp. Cũng may mắn là tự nhiên làm ra một cái tự nhiên được tiền liền. Rồi mình thấy mình làm tốt hơn những người khác. Mình thấy so với bạn bè đồng trang lứa thì mình lại có khả năng, thậm chí là mình làm còn tốt hơn mấy bạn làm bên khối kinh tế nữa. Điều đó dẫn đến cái sự tự tin của mình nó bắt đầu có, đến từ cái sự nỗ lực để vượt qua khỏi vùng an toàn. Khởi nghiệp đầu tiên, nếu mình nhớ không nhầm, tới giờ anh vẫn nhớ như đinh trong đầu, là gấu bông. Anh nhớ cụ thể là gần Valentine rồi đó, năm 19-20 gì đó, anh muốn mua gấu bông để tặng crush. Sau đó anh đi tìm nguồn hàng, sau đó anh bán, sau đó anh phát hiện anh bán không được. Sau đó anh phải có một cái đổi mới sáng tạo bằng cách là mình là dân IT mà mình vô tình qua bên Trung Quốc có một cái trend rất là thú vị. Hồi đó là con gấu bông nó gộp chung với cái hoa,
mà hồi xưa cách đây gần 20 năm không có cái thứ đó. Cho nên là thật ra và bắt đầu đâu đó ở quận 1 hình như là người ta cũng bắt đầu bán cái đó, người ta bán chạy lắm. Anh chôm liền, anh copy liền mà được cái là trường học tự nhiên của anh ở đường Nguyễn Văn Cừ, gần ngay chợ hoa Hồ Thị Kỷ. Cho nên lập tức qua đó mua hoa xả rất là rẻ, mua gói bông ở ngay chợ Kim Biên, gom vô một cái innovation bán được nguyên một con đường đó, chỉ duy nhất mình bán sản phẩm đó. Mình mới khám phá ra cái việc đổi mới sáng tạo ngay thời thời điểm đó. Nếu bây giờ để ngồi lại mà suy nghĩ là sâu bên trong bản thân của mình, cái điều gì thôi thúc mình, hay là có cái điều gì từ lúc mà mình học phổ thông hay là từ nhỏ nó thôi thúc mình để đến một lúc mình quyết định cái việc là mình phải ra ngoài mình kiếm tiền bằng cái việc khởi nghiệp như vậy? Không có gì hết. Anh thử anh gì anh đã soi xét rồi, anh cảm thấy không có gì hết. Nó là một tập hợp của những mảnh ghép rất cho nhỏ mà tự nhiên đến một cái thời điểm. Nếu mà bạn nào mà đã và đang đi tìm con đường của mình mà không tìm thì anh nghĩ nhiệm vụ của họ là đi tìm. Họ có thử, họ có trải nghiệm, nếu điều kiện họ cho phép, anh cũng phải quản trị mong đợi. Anh không phải khởi nghiệp tại hai bàn tay trắng. Gia đình anh không quá giàu, nhưng gia đình anh không nghèo. Dẫn đến cái chuyện là dù anh thất bại đến đâu đi nữa, anh vẫn có thể quay trở về nhà. Đó là một cái đặc ân cực kỳ lớn mà anh tin là không có nhiều người có. Đó là một sự may mắn đầu tiên của anh. Anh không bắt đầu từ cái vạch đích, nhưng anh luôn bon bon trên con đường của anh, mà không sợ cái gì trang trải á. Dĩ nhiên là đừng có làm gì nợ, đừng có phải cho vay nặng lãi là ok rồi. Điều đó dẫn đến cái chuyện á là anh có nhiều điều kiện để thử. Anh một người rất thích trải nghiệm, tới giờ anh vẫn rất thích trải nghiệm. Thậm chí hồi cấp 2, cấp 3 đi, anh trải nghiệm việc làm lớp trưởng. Anh không thích làm lớp trưởng, anh làm lớp phó văn thể mỹ. Anh chuyển qua làm bí thư, anh chuyển qua làm một cái câu lạc bộ nhảy múa hiện đại. Có duyên nữa, tại không ai quản lý của mình, bận quản lý của mình không có đi tập nhảy luôn. Cái xong mỗi lần mà team đi nhảy mình không có nhảy được, tại mình nhảy xấu quá. Mình thử nghiệm cái việc học võ, mình học lên đai cũng rất là cao. Và mình thử nghiệm rất nhiều thứ trong cuộc đời của mình. Và đến một thời điểm nào đó, tức là người ta nói là tích tiểu thành đại, lượng nhiều nó sẽ dẫn đến thay đổi chất. Thì đến một cái thời điểm nào đó 19-20 tuổi thì nó bùng. Mình vô tình mình tìm được một cái thứ gọi là khởi nghiệp, nó rất là hợp với mình. Mình làm mình cảm thấy rất là ok, mình cảm thấy rất là sảng khoái. Mình tự nhiên mình có một cái năng lượng rất là dồi dào chính bản thân mình để ngày hôm qua mình ngủ 2 tiếng, ngày hôm nay mình vẫn thức dậy, mình gom hàng này đó, các thứ mình ra rồi mình bán rồi mình trao đổi với người ta. Cái nguồn năng lượng đó anh chưa tìm thấy ở bất cứ một cái ngành nghề nào khác. Thời gian vừa qua em có đọc được ở trên trang cá nhân của anh Tùng thì có một cái dòng mô tả anh Tùng để là có một nhà đầu tư kia phê phán tôi rằng anh ta kinh doanh toàn những thứ tức cười. Theo anh thì cái câu đó nó đã đúng đủ hay là thiếu hay là sai về chính con người của anh, về cái việc mà anh đang làm? Nó đúng phần thời điểm mà anh biết cái câu đó, nó cũng lâu rồi đó, nó cũng lâu anh không nhớ đâu. Tụi anh á là những người mà kiểu thích cái việc tạo thành, thích sản phẩm, thích đến những cái nông trại tìm hiểu những nguyên vật liệu. Ví dụ như là anh có một cái sản phẩm về dược mỹ phẩm, mà ở đó là cái nhóm mà tạo nên sản phẩm đó là cũng trường khoa học tự nhiên của anh. Họ có một ước mơ là mang nguyên vật liệu Việt Nam với chất xám Việt Nam, với lại kỹ năng Việt Nam, với lại xưởng Việt Nam, với lao động Việt Nam để phục vụ cho người Việt Nam. Và một cái khởi nghiệp là một cái quá trình hình thành và kết hợp của một chuỗi những ước mơ của những con người với nhau, và cái hành trình nó rất là thú vị, rất là hay. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở chỗ á là trên mạng, trên online thì thường người ta sẽ có những quan điểm nó không phải từ những người khởi nghiệp nhiều, mà thường những nhà đầu tư với những cái mindset khác nhau. Ví dụ như nhà đầu tư thì họ làm gì? Họ tìm những cái khởi nghiệp tiềm năng để họ đầu tư, mục đích của họ là sau đó họ kiếm được tiền lời dựa trên cái lần giao dịch xong. Đó là bản chất của những nhà đầu tư. Từ cái việc đó, một nhà đầu tư nhìn vô những mô hình của anh, mà những mô hình của anh xà lơ lắm, thỉnh thoảng anh không hiểu. Anh thích có những người co-founder, những người bạn đồng hành, những người mà cùng mình xây đắp ước mơ, cùng mình xây dựng sản phẩm, cùng mình. Anh rất là tin vô một cái giá trị của khởi nghiệp bây giờ nha. Bây giờ anh cực kỳ tin vô cái chuyện đó. Khởi nghiệp thích lắm. Những người khởi nghiệp thật sự họ đã lắm. Là tại vì sao? Để em bán được một sản phẩm, điều đó có nghĩa là em đang giải quyết một nỗi đau có thật trên thị trường. Vậy chẳng phải là những người khởi nghiệp là những người chữa lành hay sao? Và anh tin vô cái ý nghĩa thiêng liêng đó của quá trình khởi nghiệp. Từ đó, không có gì, nó là một cái sự mỉa mai cái chỗ là đó là quan điểm của nhà đầu tư đó. Và đó là quan điểm của tất cả những người. Ví dụ như khi mà anh nói anh bán nước rửa chim, ví dụ người ta làm thương mại điện tử, người ta sẽ nắm một cái thị trường nào đó. Anh bán nước rửa chim, anh nắm rất nhiều trong thị trường. Thì người ta nghe, người ta buồn cười, người ta thấy thú vị. Nhưng mà bản thân anh thì khi mà anh làm, anh luôn nắm được cái ý nghĩa đằng sau đó. Ví dụ một cái ý nghĩa trong cái nước rửa Trim đi, nó sẽ là cái ý nghĩa của cái việc là trước khi mà tụi anh mở ra cái thị trường này, thì cái tỷ lệ phần trăm viêm nhiễm thì được khảo sát của một cái nhóm
thiếu niên trẻ trong độ tuổi dậy thì 63%. Là tại vì con gái thì thỉnh thoảng khi mà đến tuổi dậy thì sẽ được ba mẹ thầy cô hướng dẫn. Nhưng mà đàn ông, em có nhớ là lúc mà em dậy thì có ai đó ngồi bên cạnh em và hướng dẫn em không? Không có chuyện đó xảy ra. Dĩ nhiên khi mình nói là kiểu bạn viêm nhiễm ư, hãy dùng Lolly and Whoop, ai muốn. Cho nên mình phải sáng tạo đó, mình phải gom góp đó, mình dùng cái kỹ năng của mình để mình gom thành một cái concept, mình gom thành một cái giải pháp. Từ đó nó giúp giải quyết một cái nỗi đau gì đó mà thật sự người ta cảm nhận. Và từ đó mình cũng lồng ghép vô cái chuyện là mình cũng hiểu được cái giá trị của mình, ý nghĩa khi mình làm một cái gì đó cho riêng bản thân mình. Tại vì nếu mình không tìm được cái ý nghĩa cho riêng bản thân mình làm một cái gì đó, nhất là trong khởi nghiệp, mình khó mà sống tiếp. Với lại vai trò một con người mà làm một thứ không giống ai, và như vậy không tiếp được đâu. Thì thị trường luôn khó khăn, mọi thứ luôn khó. Anh chưa bao giờ anh thấy khởi nghiệp nó dễ hơn. Khởi nghiệp luôn khó. Vậy thì với bản thân của anh, cái khó và trong cái giai đoạn nào là giai đoạn mà anh cảm thấy rằng là khởi nghiệp nó thực sự là một vấn đề rất lớn đối với cái tên Tùng BT? Mình nói về tuổi 20 đi em. Cái việc mình cứ theo đuổi những thứ mình làm, mình cứ đi tìm mình á, nhưng mình quên kết nối với lại những mối quan hệ. Ở thời điểm đó mình không có bạn, gần như là vậy. Có những người mà xem mình là bạn nhưng mình cảm thấy mình quá tệ, thì mình không dành thời gian kết nối với người ta, và từ đó mình bị mất kết nối với lại những người bạn của mình. Mình phải giấu gia đình, tại vì thực ra là mình đâu biết mình muốn gì đâu. Cho nên là đối diện với những câu hỏi gì, con muốn gì, mình trả lời không có được. Và từ cái việc đó mình bị mất kết nối với bản thân mình. Burnout. Khi mà quay ngược trở lại thì rõ ràng là lúc đó cái triệu chứng của cái trầm cảm nó rất là lớn. Nhưng lúc đó mình không có ý thức, mình không có kiến thức như những bạn trẻ bây giờ, mình không có nhận ra được. Thì nó được nhắc lại vào thời điểm đâu đó khoảng tháng 10 năm 2018. Là một cái thời điểm anh nhớ chính xác cái ngày đó. Tại năm 2019 là năm bắt đầu anh có ý tưởng thành lập ra Sài Gòn Tửu. Tại năm 2018 là một cái thời điểm mà anh bị trầm cảm nặng. Và thậm chí là bị thêm, được khuyến mãi thêm mỗi combo là anxiety disorder. Là tại vì lúc đó mình phải quyết định là mình dừng một mô hình kinh doanh mình rất tâm huyết, mình đặt cái tôi mình vào, mình đặt cảm xúc mình vào. Và lúc đó là thì cái đau đớn nhất là đích thân mình. Mình phải nói với từng người đồng đội của mình là anh vô dụng, anh bất tài, bản thân anh không thể giúp em đạt được ước mơ của chính bản thân em. Là tại vì khởi nghiệp là tập hợp của ước mơ của rất nhiều người, và khi mà mình tin là những người làm khởi nghiệp với mình là đồng đội á, mình cảm nhận được là mình có trách nhiệm phải giúp đỡ người ta, phải nâng người ta lên trên đôi vai của mình. Lúc đó anh nghĩ như vậy thật. Và ngày hôm đó anh sa thải 35 người. Và cái việc nói chuyện với từng người á, nó làm mình đau đớn kinh khủng. Nó giống như việc cứa là một vết thương nhiều lần trong ngày á. Và nó làm mình gục ngã ngay tại thời điểm đó. Nó làm mình mất kết nối trực tiếp. Và ngay tại thời điểm đó mình nhận ra mình là người chịu trách nhiệm, mình là người có lỗi, mình là người trực tiếp tạo ra sự mất kết nối với những con người mà mình yêu thương. Và từ đó mình mất kết nối với chính bản thân mình với chuyện đó. Nó đau đớn kinh khủng. Một cái đau đớn như vậy thì anh sẽ không bao giờ muốn lặp lại trong đời. Sau đó nó thay đổi cách làm việc của anh, nó thay đổi mindset của anh. Một trong thứ anh làm á là tụi anh học về khởi nghiệp tinh gọn kỹ hơn, học về tài chính tinh gọn. Tại lúc đó anh bị ngu á. Lúc đó anh tin là mình giỏi viral marketing, anh tin là mình giỏi trong việc phát triển con người là ok rồi, nhưng mà mình rất dở về tài chính. Nhưng mà làm chủ làm hết, em biết không? Làm chủ là làm hết. Và một những thứ phải có, một kỹ năng phải có. Nếu mà quay lại quá khứ, nếu mà học á, chắc phải học. Anh học giỏi mà, nhưng mà anh bị một cái sức cố chấp là anh tin là nếu mình giỏi marketing là ok. Không, cái thứ đầu tiên chủ doanh nghiệp phải học là tài chính. Tại vì bản chất của kinh doanh là sự lưu chuyển của dòng tiền và sự sắp xếp của dòng tiền. Nếu không biết tài chính thì không biết bản chất của khởi nghiệp là gì cả. Đó thì đó là một trong những ví dụ cụ thể của cái việc là cái thứ gì nó là đau đớn, nó là khó khăn, và nó là thực sự nó thay đổi con người mình từ trong ra ngoài. Nhưng mà cho em hỏi là những cái năm tuổi trẻ của anh đó, thì anh Tùng có cỡ bao nhiêu lần khởi nghiệp? Đâu nhiều ạ. Liệt kê chút xíu nha. Anh làm dấu ông nè, làm cái nhóm phát tờ rơi. Ví dụ thay vì em thấy một bạn phát tờ rơi một chỗ phải không, anh làm cái nhóm phát 10 chỗ một thời điểm. Em sẽ được nhân rất là nhiều lần cái số tiền em được nhận, tại em phát tờ 10 cái mà. Anh làm một cái nhóm dạy thêm học thêm. Anh làm một cái công ty về startup công nghệ, nó giống như Google Drive nhìn nó các thứ vậy. Tại hồi xưa mình được hỗ trợ rất là nhiều. Anh có làm cái speed dating, em biết speed dating không? Là nơi hẹn hò nhanh của hai hàng, rồi nam nữ, rồi 3 phút trao đổi này nọ các thứ để hẹn hò nhanh. Anh có làm cà phê ở trên Đà Lạt. Em biết cái bức tường của xe gió hay bàn không? Bức tường nó phá sản rồi. Thì em kỳ quá tự nhiên cười. Đó kiểu vậy. Rồi anh làm cà phê Mân Kiểm Lắc.
ở dưới Sài Gòn. Và thật ra là Mân Kiểm Rác đã phá sản 3 lần rồi và 3 lần là thay đổi chủ. May quá anh nằm trong một trong, anh luôn là một phần trong nhóm những người chủ mới đó. Anh làm nước rửa tarim, anh làm thời trang như là loại nhiều loại thời trang khác nhau, thời trang căn bản, thời trang couple, thời trang high fashion. Trong thời gian sắp tới là anh sẽ làm thời trang về loli dễ thương, anh sẽ làm thời trang về người mập như anh. Dạ, đây là nỗi đau mà mình thấu hiểu, rất thông cảm. Dạ. Sài Gòn Tếu hay độc thoại đó, vẫn ok, vẫn rất là tuyệt vời này nọ các thứ. Và thật ra nhiều cái nữa, ví dụ như anh còn làm một cái không phải là khởi nghiệp mà là anh có làm cộng đồng đó. Ví dụ như anh có rất là tự hào nè, trong ban tổ chức của SME Mentoring 101 là tổ chức về cố vấn khởi nghiệp số 1 Việt Nam, và cái anh là lead, là phó chủ tịch của hiệp hội cố vấn ở Việt Nam là anh Phan Đình Tuấn Anh đó, ví dụ như vậy. Và còn nhiều cái khác nữa đó, thì nó là một quá trình dài, làm rất nhiều thứ và thất bại rất nhiều thứ. Anh cũng hay nhận được câu hỏi là kiểu ủa sao làm nhiều vậy má, đâu có muốn đâu má, mình đâu có muốn thất bại đâu. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ á, không, thỉnh thoảng trong cuộc đời anh có hai lần anh đi làm công ty. Lần thứ nhất là do anh đi tìm một người mà lãnh đạo có thể dạy cho mình nhiều thứ. Đúng là anh đi tìm được một người dạy cho mình nhiều thứ, nhưng mà chị đó, chị rất là giỏi, mình rất nể chị như một người thầy, nhưng mà đồng thời chị cũng hung dữ quá. Và từ đó mình cũng rút kinh nghiệm được là mình đừng có làm như vậy với nhân sự của mình. Lần thứ hai là anh trả nợ. Anh bị nợ nhiều quá, anh đi làm trả nợ và làm được một khoảng thời gian mấy tháng thì cũng trả nợ xong, quay lại khởi nghiệp tiếp. Nhưng mà từ cái lần thứ hai mới phát hiện ra là anh không còn con đường nào khác ngoài khởi nghiệp. Một, đừng khởi nghiệp vì khởi nghiệp có tính chất gây nghiện. Đừng thử dù chỉ một lần, nó nghiện em. Cái sự tự do, cái sự phóng khoáng, cái sự quyết định, cái sự tự công nhận bản thân, cái sự có những người theo sau mình, cái sự chịu trách nhiệm, cái sự làm những thứ mới liên tục, nó rất là một cái gì đó, nó giống như cảm giác đi phượt vậy, sướng lắm, đã lắm. Mình cảm thấy mình hay được vô một cái trạng thái mà anh không biết em có trải nghiệm không, là có một trạng thái là go with the flow á. Nó một trạng thái nghệ sĩ lên và cháy hết mình trên sân khấu á. Nó một cảm giác mà khi mình làm việc mà mình không phải làm việc á, nó giúp mình đi thiên xuyên suốt. Ví dụ như ngay tại thời điểm này anh nói chuyện với em là thật, hôm qua anh ngủ có 2 tiếng à. Anh làm việc từ 7 giờ cho đến giờ bây giờ là anh làm việc cỡ khoảng 6-7 tiếng rồi. Anh vẫn ngồi với em và anh vẫn rất là thích enjoy cái khoảng không gian mà nói chuyện với em. Không phải tại vì em đẹp trai không, nhưng mà còn vì cái chuyện á là cái flow của mình á, nó đi nó sướng lắm, nó đã lắm. Và nó làm cho một người đã ghiền khởi nghiệp rồi thì không dứt ra được. Một. Hai, họ không thể làm những việc khác. Đa số những người khởi nghiệp là họ đi theo chiều ngang. Mặc dù có thể trước đó họ có một chuyên môn gì đó, nhưng mà dần dần họ đi chiều ngang, tại làm chủ làm hết. Làm hết thì có làm gì được sâu đâu em. Cái chuỗi kỹ năng của anh không phát triển để đi theo con đường đó, anh không làm lại các bạn trẻ. Và một trong những thứ anh ghét nhất hay là bó buộc mình, anh thích tự do. Và từ đó khởi nghiệp chắc là lựa chọn duy nhất mình đang có bây giờ. Mỗi một lần anh làm một khi rồi đó, anh biết chính xác cái thứ mà anh muốn. Ví dụ như là đó, thì hồi nãy anh mới chia sẻ về Lulina Wolf. Ước mơ của anh là sau khi thấy một cái nỗi đau nó lớn quá, và bản thân mình cũng trải qua một nỗi đau như vậy, cho nên mình muốn chữa lành đứa trẻ bên trong mình bằng cách mình mang ra một cái sản phẩm mà nó thật sự mà nó chữa lành chính mình. 100% những gì anh làm nó đều xuất phát từ nỗi đau của anh, và anh muốn cuộc sống này nó thoát khổ, nó bớt khổ cho anh. Ông bà mình có một cái câu này là nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Nhưng mà anh Tùng thì là một cái trường hợp em thấy làm rất là nhiều việc ở nhiều lĩnh vực nữa, về khởi nghiệp, về kinh doanh. Anh Tùng thấy sao về câu nói này? Anh thấy anh cũng nhất nghệ tinh nhất thân vinh mà ta. Ở chỗ á, là dù anh làm cái gì đi nữa, anh cũng chỉ là một con người thôi. Anh là nhà kinh doanh. Tất cả những mọi thứ anh làm đều là mindset, đều là tư duy, đều là chuỗi kỹ năng của nhà kinh doanh. Anh thấy rõ là một người định vị anh là diễn viên độc thoại, nhà khởi nghiệp, KOL, người nhảy Zumba có bằng quốc tế. Anh có một cái nhân dạng đó rất là thú vị. Em đi vô phòng gym em thấy anh làm chuyện đó rất là sợ lơ lát nữa, anh làm liền nè. Đó. Và nhiều vai trò khác, ví dụ như làm thầy, đi dạy người ta nhà hàng, rất nhiều cái vai trò khác nhau. Đến độ tuổi của anh, và thật ra là anh không hiếm hoi. Anh thấy đa số những người bạn của anh là như vậy. Tức là cái việc mà đi đâu cũng tới La Mã à. Đến một cái độ tuổi đâu đó cỡ 35, 36, 37 tuổi nhanh á, thì tự nhiên phát hiện ra mình không chỉ có thể làm một nghề, mình có thể làm rất rất nhiều nghề khác nhau. Nhưng mà tất cả những nghề đó anh gộp chung lại cái core kỹ năng của anh, nó là khởi nghiệp. Đó là lý do vì sao anh không diễn hài độc thoại Sài Gòn Tếu nữa. Anh không còn đứng trên sân khấu hài độc thoại Sài Gòn Tếu nữa. Anh vẫn thích, rất là thích hài độc thoại, anh đam mê hài độc thoại. Anh thích ở dưới mà anh thích ở trên luôn. Trong sân khấu hài độc thoại, nhưng mà anh phát hiện ra là cái khán giả tổng quát, khán giả đại chúng hài độc thoại không còn phù hợp với anh nữa. Mà anh rất thích khán giả khởi nghiệp, và thực ra là anh vẫn rất hài hước với họ. Anh nói chuyện với họ anh vẫn rất là xà lơ. Và sắp tới anh sẽ có một cái thứ gọi là khởi nghiệp hài hước.
để thỏa mãn cái tính nghệ sĩ bên trong con người anh. Nhưng mà như em thấy đó, thậm chí cái trong bộ môn diễn hài, anh cũng tập trung vô một cái tư duy duy nhất, anh là nhà khởi nghiệp, và đó là nhân dạng, nhất là nhất nghệ tình của anh, đó là thứ duy nhất anh đang có. Em lại nhớ thêm về những cái câu trả lời trong bộ câu hỏi nhanh. Anh có nhắc tới một cái cụm từ treo mình. Em rất muốn nghe về cái cụm từ đó. Nó có những lúc mà anh nghĩ là nhiều khi chết mẹ cho rồi. Anh thật sự anh nghĩ vậy. Có nhiều khoảng thời gian như vậy, khoảng thời gian cuối năm tư đại học, khoảng thời gian 2018. Dạo đây thì lâu lâu nó xẹt qua nhưng mà nó nhanh quá, đi nhanh rất là nhanh. Này nọ các thứ nó không có hiện hiện rõ như cái thời ngày xưa. À, có một thời điểm là vào năm lớp 6, khi mà anh bị bully bởi cái thằng trong trường. Đó, nó có những khoảng thời gian như vậy. Đó là những khoảng thời gian mà kiểu mình xác định là sức khỏe tâm thần của mình cũng không có mạnh lắm, không có khỏe lắm. Anh là một người mà ví dụ anh cũng hướng ngoại, năng lượng nó rất là nhiều. Thỉnh thoảng trước đám đông anh tỏa ra một năng lượng rất là tích cực, nhưng mà thẳm sâu bên trong á, anh thấy anh yếu hơn mình nghĩ. Và nhiều người bạn của anh cũng tương tự như vậy. Tức là họ không sinh ra và đẻ ra là những người mạnh khỏe hoàn toàn. Họ yếu đuối. Cái sự chịu đựng của mình nó giống như cơ bắp vậy. Từ từ em tăng thì không sao. Nhưng mà anh thấy cũng nhiều bạn trẻ giống anh bây giờ, họ quá vội, họ quá tham. Hồi xưa anh quá tham. Anh tự tạo ra những cái áp lực mà chính anh không thể chịu đựng nổi. Và anh để nó quá lâu, anh không có ý thức về chuyện đó. Đó lý do vì sao anh hay làm những cái podcast, là nói mọi người phải thường xuyên chánh niệm khoảng cỡ 5-6 podcast. Là anh sẽ làm một cái podcast là mọi người hãy để ý coi là mọi người có đang chịu đựng nổi không. Không nói thì bớt đi, bớt tham nha. Thay vì ví dụ doanh số 200-300 triệu, bớt xuống 50 triệu cũng ok mà. Thà ví dụ như là 50 triệu mà lời 10 triệu, còn hơn là 200 triệu nhưng mà lỗ. Đó anh ví dụ như vậy. Cái thứ anh thực sự lo lắng là những người giống anh ngày xưa, là họ chịu đựng không nổi cái áp lực trong hiện tại. Lý trí mình biết, ok, mình đang khởi nghiệp, mình đang đi học, mình vẫn tốt hơn rất nhiều người, mình vẫn đang học rất giỏi, mình khởi nghiệp, đang có giải thưởng quốc gia vân vân này nọ các thứ. Nhưng mà tự nhiên cái cảm xúc của mình á, nó tại vì mình chịu không nổi, nó bị tổn thương, nó bị vỡ ở đây nè. Và khi mà nó bị vỡ ở đây á, mình thấy đau đớn quá, mình thấy chịu không nổi. Mình thấy mình đang tự làm đau mình, kinh khủng quá mình. Hay là dẹp mẹ cho rồi, hay là mất luôn cho rồi. Điều là như vậy. May quá sau này mọi thứ nó đỡ hơn, sau khi anh tìm ra được một cái thứ nó cũng theo tiêu chí là dẹp mẹ cho rồi, với một cái từ khác nó dễ thương hơn là buông xả. Một cái kỹ thuật của Vipassana để mình có thể thực sự khi mà nó đè nặng cho mình á, mình có kỹ thuật để mình thiền, để mình thiền buông thư, thì mình xả nó xuống một cách tự nhiên chứ không phải là thả nó xuống từ lầu 4 hay gì đó. Tiếng Anh có một câu là it is what it is. Thì đó là một cái thứ mà anh đang cố gắng anh theo đuổi. Anh chưa đạt được trạng thái đó, nhưng mà đó là một cái thứ mà anh đang muốn định hướng cho chính bản thân mình. Nhưng mà cái khoảng thời gian khi mà có những cái suy nghĩ về cái điều tiêu cực diễn ra với anh lúc đó đó, thì anh làm gì để vượt qua nó? Anh là thể loại của người hành động. Anh không có chấp nhận là sự tiêu cực nó trong mình riêng. Tại vì thỉnh thoảng anh để sự tiêu cực nó đi quá trớn á. Và nó dẫn đến hậu quả là cái tư duy treo mình. Cho nên là anh sợ lắm. Anh rất sợ cái chuyện đó nó xảy ra với anh một lần nữa. Tại vì bên cạnh anh đâu phải chỉ còn mình anh đâu. Bên cạnh anh có cả trăm nhân viên. Bên cạnh anh có ba mẹ anh vẫn còn đang khỏe. Và thật là may mắn, thật là vui, thật là hạnh phúc vì chuyện đó. Bên cạnh anh có những người, có những giá trị mà anh tin là mình cũng nên đưa lên cho xã hội. Anh rất thích chuyện đó. Anh cực kỳ thích chuyện đó. Cho nên là chắc mình cũng không nên chết vội. Anh nghĩ vậy. Do đó anh luôn hình thành ra những cái hành động. Lúc đầu nó là sự nỗ lực, nhưng mà khi mình làm nhiều nó trở thành thói quen. Mình hết phải nỗ lực, mình thoải mái với chuyện đó. Từ thói quen mình biến nó trở thành một cái nghi lễ. Ví dụ như anh có nghi lễ là anh thiền mặt trời vào buổi sáng. Anh có nghi lễ là anh sẽ làm những điều tốt một tuần tối thiểu một lần. Anh ví dụ như vậy. Những cái thứ nó lặp đi lặp lại và mình hiểu cái tầm quan trọng của nó. Mình biến nó trở thành một thứ không thể chối từ. Nó là một cái thói quen và nó tạo thành một cái lối sống mà nó, anh không gọi nó healthy. Nó healthy hơn cho mình. Và còn về một cái câu trong bộ câu hỏi nhanh là ước mơ của tuổi 20 thực hiện được chưa? Thì anh Tùng nói anh Tùng thực hiện được rồi. Thì cho em hỏi sâu hơn là cái năm đó là năm bao nhiêu tuổi anh thực hiện được cái ước mơ đó? Vậy nè, tức là lúc năm 20 tuổi á, anh tham gia một cái team mà cũng tương đối đa cấp một xíu. May quá anh không có vô hệ thống, anh chỉ đi tham gia khóa học của họ thôi. Cái anh ghi vô, anh dán đầy nhà, năm 30 tuổi tôi phải đạt được một cái doanh số công ty tôi là 1 triệu đô. Thì đúng, năm 30 tuổi thì tổng cái doanh số trong thời kỳ đó là đúng là lên triệu đô là 22 tỷ.
Đó là tổng cái vòng đời của cái nguyên một cái kinh doanh đó là tổng là 22 tỷ. Và thật ra anh còn làm nhiều cái dự án khác này nọ các thứ, rồi làm những cái deal lớn này nọ các thứ nữa, cũng lên cỡ đó, doanh số cỡ đó. Dạ. Lỗ 1 tỷ 6. Hồi xưa ước ngu ghê á, đáng lẽ phải ước là tôi muốn một số tiền mặt, tiền lời là 1 triệu đô, đáng lẽ phải ước như vậy. Khi mình đạt được rồi á, mình giống như là mình hy sinh rất nhiều thứ, mình hy sinh những mối quan hệ, mình burnout rất là nhiều lần, mình hy sinh sức khỏe tinh thần của mình, mình hy sinh sự kết nối vào bên trong bản thân mình. Cái hành trình mà đạt được cái mục tiêu quá lớn như vậy mà không có một cái bằng chứng gì đó chứng minh là mình làm được, nó cũng tương tự như mình leo một cái núi quá cao. Trên đường leo á, mình bị kiệt sức, mình bị đau chân, mình không có kỹ năng để sinh tồn trên đỉnh núi, mình cũng không có đồng đội, khả năng mình rất là cao. Và lên đỉnh núi thì mình thấy, lúc may mắn thì mình hên thì mình thấy mặt trời. Nhưng đa số khi mình theo đuổi một mục tiêu quá lớn, mà có một số người họ hay gọi là bạn hãy ngắm vào những vì sao, để cái cuối cùng cái đích đến của bạn có thể là những cành cây. Còn bạn không ngắm thì bạn không có gì xảy ra cả. Không ngắm vì sao nó cũng mỏi cổ chứ ba, ngắm vì sao nó cũng mệt mỏi chứ bộ. Vai gáy cổ là một cái bệnh rất là phổ biến trong giới trẻ bây giờ đó. Vậy thì tại sao không tận hưởng trong hiện tại và tận hưởng những cái trái dừa nhỏ nhỏ mình đang có bên trong tay, và vẫn cứ đi tiếp trên hành trình của mình một cách nhẹ nhàng thoải mái, trong cái sức chịu đựng, xong cái giá trị của mình, trong cái nguồn lực của mình đang có, mỗi lần nỗ lực thêm đó còn 20%, nỗ lực thêm chút xíu thôi, về là ok rồi. Cho nên ước gì quay ngược trở lại, bạn đừng đặt cái mục tiêu ngu xuẩn đó. Thì anh tin là đến giờ thì cái sức khỏe thân tâm trí của nó đã ổn hơn rồi. Và bây giờ thì muốn hỏi thêm một yếu tố liên quan tới tình yêu, tuổi đôi mươi của anh Tùng. Câu chuyện liên quan tới cái cô mà gấu bông á. Dạ. Thì hồi đó mình yêu sao anh ha? Không, thật là cô đó nằm ở giữa thôi. Đó cũng có tình yêu nữa. Nhưng mà ngay cái cô thời điểm 19-20 tuổi đó đó, là mình không đến được với cổ. Thì không đến được thôi sao vậy. Cái tuổi trẻ thanh xuân là một cái tuổi mà mình theo đuổi đam mê của mình, và mê gái là một trong những cái yếu tố đó. Mặc dù bây giờ thì cái bản nhận giới của nó flexible hơn ngày xưa. Tại mình thích trải nghiệm, mà mình thỉnh thoảng mình trải nghiệm một số thứ mà mình mới biết mình thích nó. Cho nên là anh đề nghị giới trẻ hãy trải nghiệm trong cái vùng sức chịu đựng của mình. Lúc đó có cảm giác, không biết nữa, quay lại anh sẽ diễn tả bằng một cái từ gọi là ngoại tình. Tự nhiên cái tình yêu của mình, khi mà mình phát hiện ra tình yêu mới á, tự nhiên có tình yêu mới. Tình yêu mới là tự nhiên tình yêu khởi nghiệp. Tình yêu có một thứ gì đó cho riêng mình, tình yêu có một cái gì đó mà nó thực sự nó triển vọng, một cái ngôi sao tự nhiên mình bắt được nó ở trên bầu trời kia, tự nhiên mình tạm thời mình quên mất cái tình yêu đôi lứa mà mình đang có. Lúc đó anh thực sự quên luôn, tới giờ vẫn vậy. Anh luôn có một vấn đề, lý do vì sao mà đến giờ anh vẫn cứ chưa yên bề gia thất, là chắc là tại vì đơn giản là anh hay theo đuổi những thứ anh theo đuổi quá, mà anh có một sự lựa chọn không ưu tiên cho nhiều tình yêu, cho cái tình yêu của mình. Nhưng mà em biết đó, ai mà chẳng muốn được yêu thương, ai mà chẳng muốn được chăm sóc, ai mà chẳng muốn được trong cuộc đời mình một lần nào đó mình đưa làm sự lựa chọn đầu tiên của người ta. Và anh cũng đề nghị là nếu mà bản thân mình không phải là lựa chọn số 1 của người ta thì cũng chẳng nên cưới người ta làm gì. Theo anh là như vậy đó. Lý do vì sao mà về tình yêu đôi lứa thì anh thấy nó thất bại, nhưng mà anh nghĩ nó là một chuyện bình thường, là tại vì khi mình nghiên cứu kỹ hơn những cái tình yêu, những cái trạng thái mà ngày xưa lúc mình trẻ trâu á, mà mình có toàn sự đam mê là mê gái đó, thì nó cũng chỉ là một cái hóc môn trong cơ thể con người thôi. Trong cuốn Thiên Ngàn Rô Rích, mặc dù anh không tin là điểm chung của tất cả những người thành công, nhưng mà trong cuốn Thiên Ngàn Rô Rích có một cái cụm từ của Napoleon Hill, nó có một cụm từ là những người mà khởi nghiệp một cách nào đó về năng lượng, đam mê giới tính đó, đam mê khao khát đó, đam mê tình yêu đó, nó cũng cực kỳ lớn. Và những người thành công nhất sẽ biết cách để chuyển hóa cái năng lượng đó qua trở thành một năng lượng để mình có thể cố gắng, mình nỗ lực và mình khởi nghiệp hơn. Hoặc thậm chí là thật ra có nhiều cái chuyện nhạy cảm này không được hay thảo luận ở Việt Nam, nhưng mà có một chuyện khác nó cũng hay được thảo luận ở Việt Nam, là có nhiều người họ lập gia đình. Anh tin là nó, tại vì nó dễ nói chuyện quá cho nên là người ta biến nó trở thành một kiến thức thông dụng. Nhưng mà anh tin là năng lượng tình dục cũng là một cái loại năng lượng mà có thể chuyển hóa được. Có một năng lượng khác là năng lượng yêu thương gia đình. Có rất nhiều người đàn ông và phụ nữ khi họ yên bề lập thất, cái tình yêu của họ nó bắt đầu phát triển khác đi tình yêu trai gái, nó phát triển trở thành một tình yêu xây đắp gia đình, và từ đó nó mang lại động lực cho một cách cực kỳ kinh khủng.
Nhưng mà em thấy là anh cũng còn trẻ mà. Anh cảm ơn. Anh sinh 88. Dạ đúng rồi. Dạ tuổi rồng thì dạ. Chuyện mà mình tìm tình yêu thì nó cũng ok. Ừ, chứ đâu có phải là quá đâu mà mình phải lo đúng không ạ? Nhưng mà khi mà tự nhiên em hỏi anh về tình yêu, anh tuổi rồng mà anh tưởng anh tuổi thân. Em tìm thấy chưa? Thì em đi rồi. Dạ. Chúc mừng em. Chúc mừng em lấy sinh vía. Sinh vía. Dạ. Tuyệt vời. Cảm ơn anh Tùng rất là nhiều đã đến đây cùng với Kita 20.